Xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu chứng minh bất đẳng thức này như sau. Chúng ta có công thức như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng công thức này vào cục này. Thì nó sẽ ra là tất cả x cộng y cộng z tất cả bình phương chia cho 2 nhân với lại yz cộng với lại xz cộng với lại xy. Chúng ta biết x cộng y cộng z bằng căn bậc 3. Chúng ta biến đổi cái cục x cộng y cộng z bằng căn bậc 3. Vậy chúng ta sẽ có là căn bậc 3 tất cả bình phương. Và cục này ghi y chang. Và chúng ta biết căn bậc 3 của bình phương chính là số 3. Chúng ta chứng minh tiếp tục cục này. Chúng ta có thể áp dụng công thức Cauchy. Đó chính là x bình phương cộng y bình phương lớn hơn hoặc bằng 2 nhân với căn bậc 2 của x bình phương y bình phương. Lúc còn lại, chúng ta sẽ còn lại 2xy. Chúng ta làm tương tự với y bình phương cộng z bình phương. Và z bình phương cộng x bình phương. Chúng ta cộng tất cả cục này và cộng tất cả cục này lại. Chúng ta sẽ có là 2 tất cả x bình phương cộng y bình phương cộng z bình phương lớn hơn hoặc bằng 2xy cộng yz cộng xz. Vậy chúng ta sẽ có như cục này. Như vậy chúng ta đã chứng minh được. Bây giờ, sau khi chúng ta chứng minh xong cục này, bây giờ chúng ta sẽ cộng hai vế cho xz cộng xz cộng xy cho hai bên. Vậy ở đây chúng ta sẽ có là 3yz cộng xz cộng xy nhỏ hơn hoặc bằng 2 lần xz cộng 2 lần xz cộng yz cộng 2xy cộng với lại x bình phương cộng y bình phương cộng z bình phương. Cục này chính là hằng đẳng thức đáng nhớ. Chúng ta biết x cộng y cộng z chính là căn bậc 3. Và đây là số 3. Ở đây có số 3. Ở đây có số 3, chúng ta chia hai vế cho số 3. Vậy yz cộng xz cộng xy nhỏ hơn hoặc bằng 1
Bây giờ chúng ta quay lại cái cục này. Ở đây chính là cái cục này. Nhưng vì nó nằm ở ở dưới mẫu số, vậy chúng ta sẽ có như thế này. Và chúng ta sẽ có 3 phần 2. Dấu bằng sẽ ra khi tất cả các cục này bằng nhau. Như vậy chúng ta sẽ có x bình chia cho 2iz bằng y bình chia cho 2xz bằng z bình phương chia cho 2xy. Bây giờ chúng ta xét cái cục này thôi. Bây giờ chúng ta có z nè. Có z nè. Có số 2 chúng ta bỏ hết y nhưng lên cho bên phải x sang bên trái. Chúng ta có x mũ 3 bằng y mũ 3. Chúng ta bỏ số 3 cho hai bên luôn. Chúng ta sẽ có x bằng y. Làm tương tự cho mấy cục trên thì sẽ có x bằng y bằng z. Nhưng chúng ta biết x cộng y cộng z bằng căn bậc 3. Mà ở đây x bằng y bằng z thì chúng ta sẽ rút gọn thành 3x bằng căn 3. Tại vì sao? Chúng ta biến y và z thành x và x. Đó chính là lý do tại sao chúng ta có 3x ở đây. Sau đó chia cho 3. Vậy x bằng y bằng z bằng căn bậc 3 của căn bậc 3 trên 3. Và đây chính là dấu bằng xảy ra khi x bằng y bằng z bằng căn bậc 3 trên 3. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.